Hello fan. Hello, này. Có thuốc hút chưa? Đây, ăn sáng chưa, ăn sáng chưa? Hay là chục ngàn thôi, nhưng mà mua cà phê hoặc là ăn sáng, ăn trưa nè. Ăn trưa kìa. Giờ đi đâu lang thang đây vậy? Sống à? Hả? Hút chỉ một lần ba điếu ghê rồi. Xe đạp đâu rồi, xe đạp đâu rồi? Hả? Bán cái chai nữa hả? Trời, xe đạp chiếc xe duy nhất mà cũng bán nữa hả? I've been dancing in my room, swinging my feet, trying to give you love and a kiss on the cheek. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay tiếp tục quay thêm một vlog nữa ha anh em ha. Thì khá là lâu rồi chưa đi đường. Đấy, làm một số vlog chạy dọc đường. Hôm nay có một chuyến mini tour ngắn đi lên thành phố ha anh em ha. Thì phải đeo bao tay vô đó anh em ạ. Đây, giới thiệu cho anh em luôn, sẵn tiện trời nắng là phải cái xài bao tay nào cho nó hợp lý anh em ơi. Phải đi đường phải mang cái bao tay hợp lý, mình mới sắm quả bao tay khá là êm luôn anh em ha. Nè. Đấy. Có lòi hai cái ngón tay này ra để bấm điện thoại nè. Ôm bao tay đá lắm. Nè, nó có mấy cái miếng này nữa nè. Cái miếng này để mình cầm vô cái chỗ cái bao tay này nè, đó, mình chỗ tay ga tay thắng này kia hay là bóp nó có cái độ dính á, nó không có bị trơn trượt như mấy cái bao tay khác ha. Loại này khá là ok đó, đi đường anh em mà đi phượt là mua cái loại này đúng bài luôn. Bấm điện thoại cũng được nha. Có nhiều loại nó không có cái để cái hở ngón á. Anh em bấm điện thoại khó lắm nè, bấm điện thoại được, cảm ứng được nè. Đó, nhìn gọn gàng lắm. Hôm nay làm một số vừa rồi có làm một số video kiểu chia sẻ về xe nhiều quá. Lâu rồi chưa làm mấy cái chuyến tour mini ngắn. Hôm nay chở ít đồ đạc với lại có một chuyến đi chơi nhẹ thôi ha. Nói chung đi thăm gia đình, thăm bạn bè thành phố, cà phê, cà pháo anh em ha. Sẵn tiện quay vlog chia sẻ về xe. Kiểu đi dọc đường ngồi vừa đi vừa chém gió anh em một chút luôn. Cái bao tay nhìn khá là ổn áp anh em ha. Anh em có thể mua lại này khá là ok nè. Mình đang đi lại này khá là ổn áp đấy. Rồi, đi thôi anh em ơi. Trời khá là nắng anh em ha. Lâu rồi chưa đi đường. Để ba nhẹ cái đó. Thì ngày hôm nay mình cũng chia sẻ về chiếc xe này tiếp thôi. Đi dọc đường vừa đi vừa kiểu giống như là mình làm một số vlog á, chia sẻ với anh em cũng giống như là đọc một số cái bình luận của những cái video trước mình quay về chiếc xe này. Rồi mình có làm một video về chia sẻ về lốp xe, xuống lốp nhỏ cho xe. Thì có một số anh em bình luận đây, xuống lốp nhỏ thì đi là thay đổi kết cấu xe sẽ bị công an bắt. Nói chung là đi ở vòng vòng ở gần nhà thì ok, chứ đi ra mấy khu vực đi chơi như Vũng Tàu, Đà Lạt là sẽ bị công an lượm lên. Khá là nhiều bình luận. Thì nôm na là chiếc xe của mình là hiện tại là đang xuống lốp nhỏ rồi nha anh em. Hiện tại xe mình đã xuống lốp nhỏ rồi. Đó, thì lốp size sau là size 100, size trước là 70. Thì nôm na về cơ bản thì có nhiều anh em sẽ nói là đi lốp này là thay đổi kết cấu xe bị công an bắt. Không biết anh em có ý kiến gì không, chứ mình thì hiện tại mình đang đi cái chiếc xe này được 1 năm và mình xuống lốp, và mình cũng đã đi các địa điểm như Vũng Tàu, Đà Lạt, và mình cũng đã đi rất là nhiều địa điểm xa xa, đi tour xa rồi á mà vẫn chưa bị bắt. Có thể là do mình hên, nhưng mà cũng có một số bạn bình luận là thay đổi kết cấu xe vậy đấy là bị bắt. Thì mình thấy là về cái lốp xe về cơ bản thì xuống size lốp nhỏ thì nó không có đúng cái thông số xe, thì cũng có thể nói là thay đổi kết cấu xe. Nhưng mà mình nghĩ chắc không có đến nỗi khó khăn vậy đâu anh em ha. Có thể là xuống giống như là kiểu như mình xuống mâm nhỏ hay mâm độ thì khả năng vẫn dễ bị bắt hơn. Còn nếu mà xuống lốp nhỏ đừng có nhỏ quá thôi, size mình đi xe 100 thì về cơ bản nhìn vẫn không phá ok. Về thông số cơ bản thì mình thấy là như vậy, thì đối với chiếc xe mình là mình cảm giác vẫn độ an toàn. Nhưng mà theo lý thuyết thì khi công an mà hỏi thì nó là thay đổi kết cấu rồi, thì mình vẫn chưa bị bắt, mình cũng chưa dám nói là thay đổi lốp xe nhỏ là bị công an bắt.
Còn anh em không biết anh em nghĩ sao? Còn mình thì mình thấy nhiều bạn có ý kiến như vậy lắm. Giờ mình bỏ qua cái vụ là đi lốp nhỏ, xuống lốp nhỏ mất an toàn, thay đổi kết cấu xe là dễ bị công an bắt đi anh em ha. Bây giờ mình tạm thời mình bỏ qua đi. Là có nghĩa là sao? Là anh em bảo là xuống lốp nhỏ đúng không? Là gây mất an toàn. Đấy, thì thay đổi kết cấu xe công an sẽ bắt. Ok, cũng là câu chuyện này. Nhưng mà mình lên lốp lớn, có nghĩa là xe mình đã từng độ cái lốp sau lên size 130 luôn, lốp cực kỳ to. Mà xe lốp to á, thì chắc chắn là cái độ an toàn nó được đảm bảo rồi. Nhiều khi nó còn an toàn hơn xe lốp zin nữa đúng không anh em? Tại vì mình đi xe lốp lớn mà, thì nó cũng là thay đổi kết cấu xe, nhưng mà nó đảm bảo được độ an toàn. Không biết công an có bắt không ta. Ví dụ như giờ đó, thì giờ quay lại câu chuyện đầu là xuống lốp nhỏ mất an toàn, công an nó thấy thay đổi kết cấu xe mất an toàn, thì có thể là sẽ bắt thay vì cái tội thay đổi kết cấu xe. Nhưng mà cũng là thay đổi kết cấu xe luôn, mà nâng cấp lốp lớn lên để cho xe bám đường hơn và tăng cái tính độ an toàn hơn, thì không biết có bị bắt không ta. Cũng là thay đổi kết cấu xe từ size lốp zin nhỏ mà mình đi lên size lốp lớn đúng không anh em? Bởi vậy giờ mình cũng không nhiều bạn, có nhiều bạn nói là đi cỡ nào cũng bị công an bắt thì vì thay đổi kích thước của lốp, thay đổi size lốp. Vì giờ mình cũng không biết sao nữa, thì vì mình thấy khá là nhiều anh em bình luận như vậy luôn, thì mình cũng đang đi chiếc xe của mình đã đang đi size lốp nhỏ thì đó. Thì mình cũng làm lên cái vlog này chủ yếu là ngồi tâm sự với anh em, cũng như là để cho anh em mình cùng thảo luận ha. Về cơ bản thì mình chưa bị bắt, nên là mình cũng chưa dám khẳng định là đi lớp nhỏ là bị công an bắt. Mình chỉ nghe qua anh em thôi, anh em có bình luận ở trong video của mình đó, thì mình cũng nói lên để cho anh em mình cùng tham khảo như thế nào. Chứ tình hình mà nếu mà xuống lớp nhỏ mà còn bị bắt nữa thì hơi căng anh em ha. Dạo gần đây mình cũng xem ở trên Facebook, cũng báo đài anh em, thấy dạo này công an cũng làm gắt lắm. Nhiều bạn đi xe độ làm rất là gắt luôn. Thì kiểu giống như là mình không có nói là anh em đi chơi xa hay đi tour xa như thế nào, nhưng mà mình chủ yếu là mình thấy là có rất là nhiều bạn đi kiểu đi phượt á. Độ xe thì biết là máy lớn là mầm thì mình đi bình thường mới không nói, nhưng mà kiểu ra đường cũng kiểu đua xong rồi kiểu cũng gây mất trật tự á, ồn ào á, thì đâm ra là một phần là do người dân cũng báo cáo lên trên chỗ các cái địa phương, hoặc là lên chỗ mấy cái chỗ mà giao thông á. Còn lên mấy anh Racing Boy báo quá, hồi nào gây mất trật tự quá, gây mất an toàn, mất trật tự, đâm ra là công an dạo cuối ngày cũng làm hơi gắt. Nhiều khi đi đường mình giống như là mình sẽ zin thôi, mình cũng chạy tàn tàn, nhiều khi cũng bị vô hỏi. Tại vì nhìn chiếc xe của mình cũng kiểu độ kiện đó, màu mè, có thể là mình độ máy độ các kiểu á, thì cũng sợ bị bắt á, cũng hay bị hỏi anh em đó. Nhưng mà nhiều khi vì cái lý do này anh em đi đường đi chơi xa, đi tour ồn ào hộp phá hộp báo quá gây mất trật tự quá, thì đâm ra dạo này công an làm khó. Nhiều giờ thấy ở thành phố, ở Sài Gòn thấy nhiều địa điểm độ xe lò độ bị công an vô bắt bắt trời. Kiểu anh em làm xe độ nâng cấu hình xe, hoặc là kiểu giống như là làm mấy xe đua ở thành phố, dạo này công an truy lùng kiểu giống như là rất là khắt khao luôn, kiểu giống như là khắt khe luôn đó anh em ạ. Kiểu hay vô kiểm tra bất chợt, xong rồi thu giữ mấy cái đồ mà không có chứng nhận của đại lý của công ty mà, kiểu vậy anh em. Năm ra là dạo này cái phong trào độ xe ở Sài Gòn mình thấy hơi khó khăn ha. Mấy bạn mà đi đường ở Sài Gòn cũng biết luôn, mình nghĩ là đi ở ngoài đường thì khả năng dễ bị công an hỏi nhiều lắm, mình nghĩ là vậy ha. Còn đối với mình là phương diện của một người cũng kiểu lâu lâu cũng hay đi chơi xa, đi tour mà mình xe zin ha, anh em theo dõi mình biết là mình xe zin, nên là đâm ra mình cứ đi tàn tàn vậy á, chả có gì phải vội, đúng đi đúng tốc độ quy định và đi cũng không có ồn ào, không có nẹt vô lạng lách gì hết, cứ đi vừa chơi vừa thong thả.
chủ yếu là cái mục đích mình đi chơi xa, đi tour để thoải mái đầu óc cũng như đi ngắm cảnh thôi, cũng không phải là đi để mà đua xe hay là gì hết. Quan trọng là cái độ an toàn của mình ha. Còn về dạo này cái phong trào xe độ dạo này cũng bị bắt nhiều quá, mình thấy nhiều anh em cũng ít chơi đồ, ít đi xe độ hơn là bắt đầu đi xe kiển nhiều hơn, bắt đầu là anh em thích đi xe kiển nhiều hơn rồi đó. Chọn kiển kiển thôi, lên bỏ tem xong rồi lên vài cái ốc hoặc lên heo này kia thôi ha. À, trong vlog này cũng chủ yếu là nói lên cái vấn đề gì như vậy, ví dụ như là anh em đi lớp nhỏ thì có bị công an bắt không, thì cái đó là mình chưa bị bắt nên mình không nói được, nhưng mà giờ sẵn tiện ngồi cũng đánh giá cái lớp luôn ha. Thì mình đang đi sai lớp đằng sau là một sai 100 nha anh em, sai 170 rồi, còn đằng sai đằng trước là 70 90. Thì về cơ bản thì anh em có nói là mình đi cái lớp nhỏ này á có thể là gây mất an toàn. Thì ok, thì mình có đi được một năm thì giống như kiểu mình vô mấy cái cua này anh em này, đó vô mấy cua này anh em thấy không, đó vô mấy cái cua thì chất lượng ở lốp và anh em sẽ bảo là nó không có bám đường và nó gây mất an toàn. Thì mình đang đi lại đun lốp ha, cái tên là đun lốp sai sau 100 trước 70. Thì đi được một năm nay rồi, một năm thì chạy khoảng tầm 20.000 cây rồi, cái lốp chạy cái coi như được, cái lốp này chạy được 20.000 cây rồi thì khả năng bám đường vẫn ok anh em ha. Có thể là nó không bám được như cái lúc đầu mới mua, nhưng mà đến bây giờ mình xài 20.000 cây rồi mà vẫn cho mình cảm giác cũng khá là ok, an toàn á, không có đến nỗi là bị lốp, anh em nói lốp nhỏ quá dễ bị sàn đó. Ví dụ vô mấy cái cua này nè anh em thấy không, vẫn khá là ok nè, đó nè anh em, đó vô mấy cua này vẫn mượt lắm nha, đó vẫn ok, không có đến nỗi là cái lốp mà bị trơn trượt lắm. Tại vì cơ bản là mình đi xe cũng theo phương diện an toàn. Cái lốp size nhỏ mình không đi size nhỏ quá, mình chỉ đi cái size ở cái mức vừa phải thôi, là size 100 là mình thấy là khá là ổn. Có thể mình xuống nhỏ hơn nhưng mà mình không dám, mình xuống size 100 là cảm giác là vừa rồi nha anh em. Đi vô cua cũng ổn lắm nha anh em. Rồi, cua nè, đó anh em thấy không, đó không phải cua sát đâu nha, mình đâu có chuyên nghiệp mà cua sát đâu, mình cũng nhát tay lắm. Nhưng mà về cơ bản thì size lốp 100 của mình với là size trước 70 thì cũng như vậy là khá là ổn rồi. Nhiều anh em kêu là đi size lốp nhỏ mất an toàn thì cũng có đúng thiệt, nó sẽ không được như zin đâu. Nhưng mà mình hiện tại mình đang đi size 100 thì mình cảm giác vẫn ok ha, không nên nói nào tệ mà như anh em nói đâu. Còn đi mà kiểu mà thêm khoảng 5.000 cây nữa có thể là mình sẽ thay một cặp lốp mới. Sai sau mình chắc mình vẫn khả năng mình vẫn đi 100, lớp trước mình vẫn đi 70. Rồi ra ngoài đường lộ cái là chạy thấy đông đúc hẳn là anh em ơi. Cái đoạn đường ngay chỗ mình là hiện tại là gần tới Dầu Dây nè anh em nào mà ở Đồng Nai, Đồng Nai ha cũng biết ha, khu vực này quốc lộ 1A là tầm hướng về Sài Gòn Biên Hòa nè, về Biên Hòa Sài Gòn ạ. Đi lớp nhỏ có bị công an bắt không? Mình thì chưa bị công an bắt về cái vụ này, nhưng mà về bị bắn tốc độ hoặc là vượt đèn đỏ hay là lấn tuyến rồi thì bị bắt hoài anh em ạ. Còn về cái lỗi mà thay đổi thiết kết cấu xe là vẫn chưa. Tại vì cơ bản là không có độ xe, không có nổ đùng đùng nên là nhiều khi công an mấy anh thấy mình đi cũng vậy cũng không bắt. Thế là sự đó mình gắn cái bô nổ vô nhiều khi cũng bị nhòm ngó ngó anh em ạ. Bắt vô xong rồi bắt đầu bị mấy anh hỏi liền, kiếm chuyện liền. Còn bình thường cứ đi tàn tàn đúng tốc độ, kể cả đi ngang họ thấy mình đi lốp đi một cặp mâm độ họ cũng không bắt, tại vì cơ bản mình không có gây rối mất trật tự lắm, đi tàn tàn vậy anh em ha. Oh,
Con này thì ngay cái đoạn là về hướng về Biên Hòa thì cũng có một số trạm bắn độ, nhưng mà ở bên mé bên kia đường nha anh em ha, mé bên kia đường thì hầu như là mình thấy bắn tốc độ khá là nhiều. Ngay chỗ biển báo thành phố Long Khánh á, có một chiếc xe chuyên đứng đó bắn tốc độ đó anh em. Mình thì thấy anh em bình luận trên một số video của mình nói về cái vụ lốp lốp này khá là nhiều, nên đâm ra mình làm vlog ngắn ngắn kiểu giống như là ngồi châm gió với anh em một chút vậy thôi. Lên cái khúc mà từ chỗ Long Khánh mà lên đàn đều dây á, lên chỗ hai bên đường là đều cao su, đi khá là mát. Giống như cái đoạn đường này khá là đẹp nên là mình rất là thích đi đoạn đường này. Mình cũng hay kiểu quay video á, quay TikTok cũng như quay mấy video ngắn về cái đoạn đường này khá là nhiều. Hai bên đường cao su nhìn khá là đẹp luôn em ha. Trời. Mình đi cặp lốp size 70 xin lỗi anh em, mình đi cặp lốp mà đợt trước mình có làm một số video chia sẻ mà lốp size 1.3 đó. Thời điểm đó mình đi cái lốp đó khá là nặng luôn, cảm giác đi xe rất là nặng, nhưng mà được cái là vô cua bám đường rất là sướng, nhưng mà xe nó nặng quá. Mình đi cái lốp đó chắc cũng phải được hơn 2 năm thì mới bắt đầu chuyển sang đi cái lốp size nhỏ. Bạn bè cũng tư vấn là nên đi size nhỏ thôi, chứ đi size lớn quá là thì lại đâm ra là nặng xe đi xe ha. Đó, à, đây là công an anh em thấy không, công an giao thông bên đây nè. Họ bắt tốc độ là bắn tốc độ đó, với lại lấn là lấn tuyến gì cũng biết, nhưng mà bắn tốc độ ở ngay biển thành phố Long Khánh ở trên kia đấy. Anh em nào ở thành phố Long Khánh là biết liền, ở bên Đồng Nai là biết liền ha. Hay đi qua cái đoạn này thì nói chung là đa số bị bắn nhiều. Hồi xưa là đi cái lốp size 1.3 anh em to quá, đâm ra cái cảm giác đi đường nó nặng kinh khủng luôn, nhưng mà nó lại an toàn. Đó. Thì đó, mình mới hỏi là các bạn là cái lúc đó mình đi size 1.3 là cũng là thay đổi kích thước xe á, thì không biết mấy anh có bắt không. Nếu mà đi size 1.3 mà đảm bảo độ an toàn mà cũng bị kết vào cái lối thay đổi kết cấu xe mà cũng bị bắt nữa, thì lúc này mình cũng chịu luôn anh em ạ. Lúc đó là nhiều khi phải đi quay lại lốp zin cho chắc kèo ha. Nói chung là cứ đi anh em nào mà đi chơi xa hoặc là đi đường mà cũng lo sợ giống mình, cứ đi hàng zin đây, đi zin là trên nãy anh em à, cứ đi zin không sợ bị công an bắt, đảm bảo được cái an toàn cho mình nữa. Đến giờ xe của mình chỉ có mỗi cặp lốp là mình xuống nhỏ rồi đó, còn đâu là tất cả đều trên xe là đều là đồ zin hết ha, không có thay đổi gì nhiều, không có thay đổi kết cấu xe gì nhiều, nên là đi đường cũng khá là an toàn luôn. Gặp fan anh em ạ. đang đi tour gặp my fan, cho fan ít tiền uống cà phê coi. Rồi, các bạn chờ mình chút nha. Bạn chờ mình chút. Rồi đây. Fan nè. Gặp idol fan đây rồi. Hello fan. Hello, này. Có thuốc hút chưa? Đây, ăn sáng nha. Hay cả mấy tiền lẻ cũng không có nhiều nha. Vài chục ngàn thôi, nhưng mà mua cà phê hoặc là ăn sáng ăn trưa nè. Rồi, giờ đi đâu lang thang đây vậy? Hả? Hút chỉ một lần ba điếu ghê rồi. Xe đạp đâu rồi? Hả? Bán cái chai nữa. Trời, xe đạp chiếc xe duy nhất mà cũng bán nữa. Thế giờ đi đâu? Đi đâu? Đi hướng về Biên Hòa hả? Về lại Xuân Lộc đi. Cây bên kia đường về lại Xuân Lộc. Rồi nha. Rồi. Thôi giữ sức khỏe nha. Mua đồ ăn nha, đừng có mua thuốc, hút thuốc nhiều không tốt đâu. Rồi bye bye nha. Rồi ok.
Fan fan bán fan bán xe đạp rồi anh em ơi. Mình gặp fan này khá là nhiều ở dưới Xuân Lộc, Đồng Nai luôn. Nay gặp fan ở trên đường hướng về Biên Hòa này nè. Hồi trước còn thấy con đặt xe đạp, bây giờ bán xe đạp rồi. Chán thiệt chứ. Nói chung mai fan đây thì anh em cũng biết ở trên mạng rồi. Thì chủ yếu là gặp dọc đường thì anh em thấy cũng một phần nào đó cũng hoàn cảnh thì mỗi người một hoàn cảnh thì cũng không thể nào giúp nhau nhiều hơn được. Nhưng mà một ly cà phê với một bữa cơm có thể là vẫn thoải mái anh em ha. Nhìn cũng thương, cũng một mình cứ đi lang thang vậy đó, không biết biến cố gia đình như thế nào, nhưng mà đối với mình thì chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là mặc dù fan ấy thì cũng là tuổi cha chú mình rồi, nhưng mà anh em trên mạng cũng hay nói là fan thì mình cũng tạm thời nói vậy, chứ không phải là mình không có anh nói hoặc là không biết điều, không biết trên biết dưới kiểu vậy anh em ha. Thì cứ tạm thời nó là fan, thì không biết hoàn cảnh như thế nào để đưa, nhưng mà cũng không có trộm cắp gì hết. Ổng cũng không có trộm cắp, cũng không có kiểu làm những cái chuyện kiểu hơi vi phạm pháp luật, cũng không có nha. Vẫn cứ tàn vậy đó. Nhưng mà rất là vui đời luôn. Anh em nào mà trên mạng mà có theo dõi TikTok nhiều là thấy My Fan hay có những bài hát, ca hát rất là vui vẻ, hát rất là hay luôn ha. Lúc trước mình còn thấy đi chiếc xe đạp, bây giờ không thấy chiếc xe đạp luôn. Chán fan thiệt, bán luôn rồi chứ. Nãy đi ngang là thấy quen. Mình không biết fan quê ở đâu, nhưng mà khả năng là quê ở khu vực ở dưới Đồng Nai cho anh em ạ. Mình không rõ lắm, nhưng mà mình thấy ở khu vực Đồng Nai, Xuân Lộc này kia gặp hoài à. Ở khu vực Đồng Nai, Xuân Lộc gặp hoài luôn. Hoặc là lâu cũng có gặp ở trên những đoạn đường mà kiểu ở dưới Xuân Tâm, Xuân Hưng, hoặc là nói chung anh em ở Đồng Nai là khả năng gặp nhiều, gặp fan rất là nhiều. Rồi, tiếp tục hành trình đi của mình ha. Thì trong video này mình vừa đi dọc đường, vừa quay đường, vừa nói chuyện chém gió với anh em. Nhưng mà trong cái video này, từ cái phần đầu mình cũng đã nói là về cái vụ lốp xe nhỏ, xuống lốp nhỏ thì có bị công an bắt không, thì mình thật sự là mình vẫn chưa bị bắt, nên mình không thể nào mà nói các bạn là chắc chắn là xuống lốp nhỏ bị công an bắt. Nhưng mà một số anh em bạn bè đã đi bị bắt rồi, và một số bạn đã comment hoặc đóng góp ý kiến của mình trong những video của mình làm thì cũng đã có nói là mình đã từng bị bắt, và lên trên khu vực Đà Lạt, Vũng Tàu hoặc là đi chơi tour xa là cỡ nào cũng bị bắt. Đấy, nên là anh em mình cứ khi nào bắt thì tính sau, nhưng mà cứ tuân thủ đúng cái an toàn giao thông đã anh em ha. Bảo đảm được cái túi tiền của mình. Cứ nhiều khi bị công an bắt vô mà thay đổi kết cấu xe có thể nhiều khi bị phạt vậy, nhưng mà anh em đi đường cứ an toàn, đi tour xa cứ bình tĩnh, không có lạng lách, không có đua xe, kiểu đi tốc độ bình thường vậy thôi là bảo đảm được cái tính mạng cho mình. Còn cái tiền bị mất thì thay đổi kết cấu xe hay là thế nào đó thì mình chơi mình có chịu, đó là mình không thể nào mình chắc được ha. Bây giờ công an thì họ cũng làm theo cái nhiệm vụ của họ thôi, chứ không thể nào họ bắt bớ không được đó. Thật quá thay đổi kết cấu là độ bô độ này kia thì họ mới bắt, chứ không thể nào họ tự nhiên bắt không được ha anh em ha. Thì nhiều khi anh em đi đường á, kiểu quan sát đường cũng như là đi tour xa, kiểu đi tour xa thích được tìm hiểu những cái chỗ mới, kiểu như là tìm hiểu được cái những cái đoạn đường mới đẹp, hoặc là đi tới những cái vùng biển đẹp đó, hoặc là những khung cảnh đẹp rất là thích luôn. Thì mình nghĩ là nhiều anh em kiểu đi tour xa, đi tour chủ yếu là mục đích là như vậy thôi, kiểu đi để mà mình trải nghiệm, mình ngắm cảnh, mình tìm được nhiều khu mới đẹp đẽ để đi tới chill,
Đấy, chụp ảnh quay phim. Đấy, đơn giản vậy. Mình thì kiểu hồi xưa làm ở Việt ở Sài Gòn nhiều, đâm ra là ít đi, bị gò bó thời gian. Dạo này làm công việc tự do hơn chút thì khả năng là dễ đi hơn thôi anh em ha, dễ đi hơn. À, hồi xưa cứ đi làm công ty, cứ cắm mặt vô công ty xong đi về. À, xong rồi tới thứ bảy đi về rồi, nghĩ làm được hết ngày thứ bảy xong rồi còn được có ngày chủ nhật. Lười đi lắm anh em ạ, muốn nghỉ ngơi. Và nhiều khi chiều chiều thứ bảy lại anh em rủ rê nhậu nhẹt nữa, lại đâm ra lại ngày hôm sau mệt mỏi cũng chả muốn đi đâu chơi. À, lễ Tết, lễ thì bạn về thăm gia đình, lễ là lễ mà cái lễ ngày ngày như lễ 30/4, 1/5, 2/9 những ngày đó là toàn dân nghỉ, ai cũng rảnh được ngày đó nên là đâm ra là đi chơi nhiều. Đó, mà đi chơi đông thì có rất là khó chịu. Dạo này gần đây thì hay có những chuyến tour kiểu đi chơi xa xa vậy nè, cũng thời gian cũng thoải mái và thích đi kiểu đi đồng hành vậy nè, đi đồng hành vừa đi vừa chơi, vừa đi vừa ngắm cảnh vậy, vừa đi vừa thưởng thức những món ăn là chút, để mở mang tờ đầu óc chút và mở mang trí óc chút anh em ha. Đi được nhiều nơi, biết được nhiều chỗ, tiếp xúc được nhiều người, nhiều khi lại mình lại cuộc sống của mình nó lại cái màu nhiều màu hơn đấy. Còn nhiều khi anh em mình bị gò bó trong cái môi trường làm việc nhiều quá, nó đâm ra là không có thời gian đi đây đi đó nên là đâm ra mình không có biết được nhiều. Nhưng mà mình nghĩ anh em sẽ có một thời điểm nào đó cũng sẽ giống mình, chứng lại một thời gian vậy thôi. Sẽ là kiểu giống như là thích đi chơi một mình và thích đi những chuyến tour độc hành. Đơn giản là không phải vì không có bạn mà đi, mà đơn giản là không muốn làm phiền tới mọi người. Và cũng đơn giản hơn nữa là không muốn mọi người làm phiền tới mình. Không phải vì tự kỷ đâu nha anh em. Nhưng mà nhiều khi cái tuổi tác với lại cái tuổi tác giống như với lại cái tâm lý bây giờ nó như vậy á, thích dạy anh em ạ. Còn mối quan hệ xã hội vẫn tiếp vẫn như là vẫn giao lưu, vẫn như giao tiếp bình thường, nhưng mà thích đi kiểu một mình đi chơi xa xa, đi một mình vậy nè, nó thoải mái nhất luôn, không vướng bận tới ai. Có người yêu thì càng tốt, nhưng mà không có thì cũng không sao anh em ha, mình cứ thành tàn vậy thôi, không có gì phải lo. Nhiều cái cuộc sống nó bị gò bó, một cái phần công việc làm cho mình không có thể nào mà mình ra ngoài kia mình gặp gỡ được nhiều người mới, hoặc là gặp gỡ được nhiều kiến thức mới, là tìm hiểu được nhiều kiến thức mới, hoặc là gặp người này người kia làm ăn này kia, nó phải có một sự giao tiếp ở xã hội nhất định anh em ạ. Không thể nào bị gò bó được một chỗ được. Nhiều anh em mình nghĩ nhiều anh em là làm việc ở những thành phố lớn hoặc là làm việc ở đóng vậy thôi, là một môi trường ngoài học bạ, bạn sẽ cảm thấy nó bị lặp lại một quy trình. Và nếu mà anh em đi làm với số lương mà cao á, đủ cuộc sống không nói, còn đối với những anh em nào mà đã từng làm giống mình đó, một cái số lương cơ bản là nó thấp rồi, nó không có thể nào mà hơn được khu vực đó nữa, thì mình vẫn chỉ duy trì cuộc sống của mình được thôi á, mình nghĩ là rất là nhàm chán luôn. Mà mình muốn thoát ra khỏi vùng an toàn đó để mình tìm kiếm một cái điều kiện mới hoặc môi trường mới để mình phát triển hơn. Có thể mức lương hoặc là số tiền mình làm ở những chỗ khác nó không cao, nhưng mà có thể môi trường nó cho mình thoải mái hơn. Mà môi trường thoải mái hơn thì lúc này anh em mình có thể phát huy được nhiều cái tiềm năng trong bản thân của mình. Và có thể mình có thể kiếm tiền được nhiều hơn và từ những cái môi trường đó mà có thể mình phát triển, tìm kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không? Kiểu giống như là mình làm nghề tay trái tay phải các kiểu vậy anh em. Đơn giản là cái đầu óc mình thoải mái nhất anh em ha. Đi ra, vừa đi vừa nói chuyện một hồi cũng tới thành phố rồi anh em mà ha. Vừa đi vừa nói chuyện anh em một hồi cũng tới thành phố rồi. Nhiều khi cuộc sống mình chỉ có gò bó có nhiều đây thôi. Đi làm sáng đi chiều về, xong rồi có người yêu thì đi chơi người yêu, có vợ thì đi chơi với vợ, có con chơi với con, có công việc thì làm công việc. Nhưng mà suy cho cùng mình cũng phải phát triển mình hơn một chút so với cái thời điểm trước đó. Thôi chắc kết thúc cái video này tại đây anh em ạ. Giờ cũng gần trưa rồi. Mình thì đang ở khu vực ở chỗ này là chỗ ở khu vực tại Tân Hòa, Biên Hòa nha anh em. Khu vực này khu vực Biên Hòa ha. Thì mình
tới đây rồi, gần như là gần tới chỗ của mình rồi, nên tâm ra chắc cũng sắp phải kết thúc video này thôi. Kiểu vừa đi vừa nói chuyện với anh em thì cũng quay ngược lại cái phần đầu một chút, chủ yếu nói về cái vụ lốp xe này có bị công an bắt không thì mình chưa bị bắt bao giờ nên mình chưa phán được, phán bậy phán bạ lại đâm ra là anh em lại nói mình. Nhưng mà có nhiều bạn đã bị bắt rồi và anh em bình luận ở dưới phần video của mình khá là nhiều, thì mình cũng làm vlog này chia sẻ với anh em một chút vậy đó ha. Chắc kết thúc vlog này tại đây thôi anh em ơi. Mình cảm ơn anh em đã xem video của mình nha. Mình hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Giờ mình tranh thủ mình đi công chuyện của mình cái đã anh em ha. Xin chào, hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo nha.